Hello, xin chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả anh em hai cái dòng cục đẩy hai kênh dùng trong gia đình anh em nhé. Với cái công suất nó rất là phù hợp dùng gia đình. Thì ngày hôm nay test cho một bạn ở Bắc Giang anh em nhé. Tân Yên Bắc Giang đã đặt cọc trước cho bên em là 500.000 anh em nhé. Cọc trước là 500.000. Đó. Thì ở Tân Yên Bắc Giang anh em nhé. Tân Yên Bắc Giang này. Em ở thôn Tân Trung, Tân Yên Bắc Giang. Chỗ này cũng là vùng dịch luôn. Thế ra là hàng nó sẽ chậm hơn bình thường anh em nhé. Bình thường nó chỉ tầm khoảng độ 2 đến 3 ngày. Nhưng mà nếu mà ở vùng dịch này thì nó chậm hơn tầm 2 3 ngày nữa anh em nhé. Tầm khoảng độ 5 6 ngày sẽ nhận được. Bên em vẫn chuyển ok anh em nhé. Thì bạn này thì có lấy một cục đẩy LA 650. Đây là 650 anh em nhé. Và bên này là cục 850. Đây là hai cái dòng cục đẩy mà hai kênh anh em chơi gia đình rất là ok anh em nhé. Và anh em chơi rất là nhiều. Trong cái thời gian vừa qua ấy thì phải nói là bán 650 với 850 rất là nhiều. Cái đầu tiên là nó phù công cái công suất này. Nó rất phù hợp với gia đình anh em nhé. Rất phù hợp với gia đình. Vì tại sao nếu mà như cục 650 này anh em đánh cho em hai đôi bát 30. Đấy, 850 cũng đánh được hai đôi bát 30 anh em nhé. Đó, và tiếng của nó rất là căng. Đó, nghe rất là căng luôn. Như 650 này là bát 30, 2 đôi bát 30 từ 170 anh em chơi tốt anh em nhé. Còn đâu 850 anh em chơi cho 2 đôi bát 30 từ 190 chơi tốt luôn. Đó, thì anh em có thể thấy cái dòng mạch này là mạch class 2H anh em nhé. Nó tỏa nhiệt rất là ít. Và một cái hay nữa là nó rất là gọn nhẹ. Cái chiều sâu của nó chỉ có là 38cm thôi anh em nhé. 38cm thôi thì anh em đút vào cái tủ của mình. Nó rất là vừa. Đấy, size nó rất là nhỏ. Và cái linh kiện sửa chữa của nó lúc nào cũng sẵn anh em nhé. Nhiều anh em sợ là cái IC nó xóa số đúng không ạ? Nhưng mà dòng này nó không xóa số anh em nhé. Không xóa số, tất cả đều có nguyên số luôn. Đó, sử dụng sò NGV kép anh em nhé. Sò NGV kép này thì được cái thì tiếng nó rất là sáng. Và nó chạy được cái điện áp rất là cao. Là tiếng của nó rất là uy lực. Đó, thì anh em có thể tham khảo cái dòng những cái dòng cục đẩy như thế này. Và tiếng của nó rất là hay ở cái nữa là nó sẽ có hai cái vỉ xử lý tín hiệu này. Đó, hai cái vỉ xử lý tín hiệu này nó sẽ xử lý cái tín hiệu âm nhạc cái âm thanh vào, thì nó sẽ làm cho cái tiếng hát của mình rất là hay, sạch sẽ. Và một điều khác biệt nữa ở hai cái dòng cục đẩy này là cái sò của con này thì nó sử dụng những dòng cục đẩy class 2H này thì nó chạy ít sò thôi, không nhiều sò anh em nhé. Nhưng mà 850 nó sẽ hơn cái 650 là một cặp sò anh em nhé, một kênh. Đó, hơn một cặp sò đây, đây là một cặp sò, hơn hai cặp sò anh em nhé. Đây là một kênh, bên này nó sẽ thiếu một cặp và bên này cũng đã sẽ thiếu một cặp. Đó, nhưng bên 850 thì nó sẽ đủ anh em nhé. Nó sẽ đủ sò. Đó, nó sẽ đủ sò hơn. Đấy, hai dòng cục đẩy này đều với cái công suất mạch như nhau. Và anh em có thể nhìn thấy cái điện áp đầu ra của nó. Đấy, 2418 này, 24V này, 49V và 98V. 98V này thì nó ra đủ 800W anh em nhé. Đó, với 98V này thì đủ ra 800W cho anh em. Đó, 800W. Còn đâu ở 650 thì nó sẽ ra là 86V anh em nhé. 864322 anh em nhé. Thì anh em có thể thấy là ra đủ luôn. Đấy, đủ con này là 600W và đủ con này là 800W. Ra điện áp rất là cao. Đấy, nó khác nhau mỗi sò. Kém hơn một đôi sò thôi. Và cái biến áp của nó nhỏ hơn một chút. Đấy, do ra cái điện áp nó nhỏ hơn một chút anh em nhé. Đấy, còn đâu tất cả nó đều như nhau hết. Và giá của con 650 này là 4.300.000 đồng. Còn đâu 850 là 5 triệu đồng anh em nhé. Chưa gồm phí ship. Và lưu ý thêm với anh em là dòng này nó cục đẩy size của nó rất là ngắn. Size của nó chỉ có là 38cm. Đút tủ rất là vừa. Và cái quạt của nó rất là êm anh em nhé. Quạt rất là êm. Thì theo em đã test thử rất nhiều video rồi. Anh em có thể anh em có thể là search trên YouTube là con LA650 Thắng Cao Audio, hoặc là anh em search là LA850 Thắng Cao Audio. Anh em sẽ xem được các bài test về hai dòng cục đẩy này. Và em cũng đã lắp rất nhiều các gia đình khác nhau.
linh kiện toàn là linh kiện xịn hết anh em nhé. Riêng cái những cái cầu chì, những cái tụ của nó rất là chất lượng. Đó, biến áp cũng rất là chất lượng. Và lưu ý thêm với anh em là cái dòng cục đẩy này anh em không ngại đâu. Đấy, sửa bên em sửa rất đơn giản, và kể cả có nặng quá là thay men thì thay rất là, thay nó rất là đơn giản anh em nhé. Nhổ mấy cái dây rắc kết nối là cầm hẳn cái men này ra thôi là thay luôn, không có gì là khó khăn cả. Đó, sửa chữa rất là đơn giản và cái tiếng của nó rất là hay. Theo như công suất của con 650 như em nói rồi ấy, mỗi một kênh này anh em có thể chơi được một quả súp 40 anh em nhé. Mỗi một kênh chơi được một quả súp 40, hoặc là anh em mỗi một kênh này chơi một cặp bát 30 từ 170 anh em nhé, từ 170. Mỗi một kênh chơi một cặp, tức là con này chơi được hai cặp. Đây là con 650 anh em nhé. Còn với con 850 thì anh em có thể chơi được một cặp súp 50 anh em nhé. À, mỗi một kênh này chơi một quả súp 50 này. Hoặc là anh em chơi mỗi một kênh chơi một cặp bát 30 từ 190 anh em nhé. Đấy, thì ở đây cũng chơi được hai cặp bát 30 từ 190. Bên này thì hai cặp bát 30 từ 170 anh em nhé. Đó, rất là chất lượng. Đấy, và lưu ý với anh em cái dòng cục đẩy này nó cũng có chập kênh anh em nhé. Có chập kênh cho anh em. Đấy, anh em có thể nhìn thấy ạ. Đây, có chức năng chập kênh, tức là stair, parallel và bridge. Đó, rất đơn giản thôi anh em nhé. Đó, và anh em có thể đây, bridge, ký hiệu của nó đây. Khi anh em gạt xuống bridge thì anh em chập vào hai cái kênh đỏ này thì nó là bridge anh em nhé. Rất đơn giản đúng không ạ? Và có cổng link cho đầu ra anh em nhé. Có cổng link cho phần tín hiệu. Đó, anh em có hai cầu, đó là anh em có thể đánh được một cặp loa, tức là anh em có thể là sử dụng một canon và một rắc gài như này anh em nhé, có thể đánh được hai cặp loa với cục đẩy này. Đấy, như em nói rồi. Đó, thì hôm nay test cục đẩy này cho bạn này thì đấy, rất là ok luôn anh em nhé. Quạt 24V rất là khỏe. Đó, thì anh em có nhu cầu mua hàng, anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc. Lưu ý với anh em là những dòng cục đẩy này đều có các dơ le bảo vệ đầu vào, à đầu ra loa anh em nhé. Đó, rất là chất. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em cũng đã xem video bên em. Anh em xem video thấy hay nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.